Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, xem nhiều kênh giá rẻ nhé. Em Trần Anh ô tô xin gửi lời chào bà con nha. Vừa về mẫu Ford Everest này. Em này Ford mới 2010. Cô chú anh chị ạ, à, một dòng xe máy dầu 2.5 turbo ga điện, số tự động nha cô chú anh chị. Cảm biến trước, cảm biến sau đầy đủ tính năng nè. Hai cụm đèn rin nguyên bản của dòng Ford Everest nè cô chú anh chị. Kính nè, kính là kính rin hết toàn bộ nha. Cảm biến dê phía sau này. Trước sau đầy đủ, chủ nhà full kính rồi chơi rồi. Đẹp không bà con? Em này là form mới là mâm phơi nè. Đây cô chú anh chị nè, mâm lớn mâm phơi nha. Chủ nhà đi vỏ mắc xích rất là ok cô chú anh chị nha. Đó là hàng đẹp cho bà con cô bác đó. Em này sở hữu là bộ mâm La Giang R18 nha các bà con. Vỏ nè, vỏ đâu đó cũng được 70%, gầm bọc ở trong nè. Chủ nhà nói chung là phủ ceramic chống cái bụng gầm. Nước sơn thì hồng phấn. Ba ga mui phía trên là ba ga liền nè cô chú chị nè. Đó, đẹp không? Đi đôi dán là cho em nói bộ tem. Dòng này là xi nhan lớn hơn nè. Gương lớn hơn, xi nhan tích hợp nè. Đăng kiểm tháng 5 năm 2023. Đây cô chú anh chị, bốn cái vỏ đều với nhau là được tầm 70%. Mâm là mâm rin nguyên bản của nhà sản xuất nha. Đây là mâm phay xước, mâm lớn nè, mâm 18 nè. Gầm bề ở trong là đẹp nè. Đó, một vỏ SOV gầm cao mấy thoáng. Mặt ca lăng trước là em nói là đèn mắt liếc. Đã mẹ toàn bộ chrome và cảm biến. Cảm biến trước, cảm biến sau. Em này chạy tiết kiệm dầu. Ga điện thì đi sướng rồi. Hai cụm đèn mới tinh. Cô chú anh chị thấy hai cụm đèn không? Ga điện này đâu đó nó rơi cho cô chú anh chị nằm tầm 7 lít thôi. 7 lít dầu trên 100 km nha cô chú anh chị. Option nội thất ở trong bao bao chất. Đây là nội thất nè. Cô chú chị thấy sạch sẽ không? Đó, bọc cho nó bộ áo da một kem mà trong sáng tài lắm. Đây bà con, ghế phía sau nè. Nói chung là 7 chỗ ngồi là 7 dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ cái tính năng. Chân nỉ hết nha. Đó, chân nỉ mới tin. Em là nguyên bản là sàn nỉ của chú anh chị nè. Đó, sàn rim theo xe là sàn nỉ hết toàn bộ nha. Hai bên tắp bi nè. Tắp bi chủ nhà sợ để thời gian 5 tháng á, lâu á, tay nó bị phai mờ vân gai ta dán nè. Dán màu đen lên luôn đẹp không? Ốp giả gỗ nè, phân nổi hết toàn bộ nha. Keo chỉ là rin tuyệt đối 100%. Xe không cứng không lỗi bất cứ một khoản gì. Đó là hàng đẹp cho anh em đam mê máy dầu. Bà con đam mê máy dầu thì alo cho Trần ô tô. Hai bên rất là chuẩn. Vô lăng nè cô chú anh chị, vô lăng của đời 29 nè. Tương đối là khá là mới, da nè. Da rin theo xe luôn. Đây là số tự động 122.000 nè. Đây cô chú anh chị là số tự động nè. Và dòng này sẽ hiển thị số trên đồng hồ R nè, N, D, D3, D2, D1. Chúng ta sẽ có 3 cấp chế độ chạy nha cô chú anh chị nha. Cam hành trình trước đầy đủ các tính năng camera, gear, nói chung là full hết rồi. Chạy còn thiếu bất cứ một khoản gì. Máy lạnh mở phát lạnh ngắt. Em này trợ lực cực kỳ là đầm. Trợ lực dầu đầm lắm, rất là đầm. Cảm biến gear nha. Kích hoạt dàn lạnh phía sau đang hoạt động luôn cô chú anh chị ạ. À, đèn còi ok chưa bà con? Mời cô chú anh chị trải nghiệm phần máy. Nói chung là phần tắp lô tắp bi liền lạc là không có dấu hiệu là khoan đục hoặc là chém đục đâu. Thì bà con cũng biết là mẫu này không có ai chạy dịch vụ cho nên yên tâm. Nè, đẹp không? Trần mới tinh luôn. Dàn trần là mới lắm nha. Chúng ta có khai học tì tay rin theo xe hết. Số má là bao chất. Đây anh chị nè. Đó, số má là bao chất chưa? Ghế sạch sẽ nha. Côn ga số hầu như là mới nguyên. Nói chung là tùy theo cái chất xe chủ nhà chạy. Chủ nhà người ta chạy người ta giữ kỹ thì cái xe nó đẹp thôi. Đó, cục máy của Ford đây. Nói chung 9-10 một form nha cô chú anh chị. Khác nhau một đời và khác nhau cái mâm thôi. Đây cô chú anh chị, chúng ta sẽ có hệ thống bô e, cảm biến gió đầy đủ các tính năng. Cục máy nổ khá là êm. Mấy máy nổ êm không? À, keo nè, keo nắp cái bô rin nè. Keo rin hết toàn tập nha cô chú anh chị nha. Đây bà con, đó là keo rin hết toàn tập. Nắp cái bô rin của Ford đây. Hai bên đẹp như nhau. Hai bên lường là không có dấu hiệu là móc méo. Trang bị là ABS, dòng này ga điện hết toàn bộ rồi.
Đây cô chú anh chị, xài toàn bộ bếp full nha. Cái dòng mà xài bếp full đó cô chú anh chị không cần phải xông. Nói chung là nổ như như máy xăng, lắc chìa khóa nổ, lắc là nổ. Máy chất. Và đây là dàn trước của em đó. Dàn trước là nguyên bản hết. Sạch sẽ cho bà con, mua về bà con chạy thôi. Nè, bút xoay đang bơm vớt nè. Máy nổ êm lắm. Đây chúng ta có một cái tính hay ở trên foil red, có cái lưỡi gà này. Đóng rồi tắt luôn nè. Đó, tắt máy luôn anh chị thấy không? Đề lại cái nổ luôn. Máy êm ru. Đây bà con, hồi nãy Trường Anh đang thử tính năng lưỡi gà cho bà con đó. Trên xe nó có một cái lưỡi gà ngay ổ gà nha. Nè, còn chìa khóa nữa. Đó, lắc cái nổ anh chị thấy không? Lắc cái nổ luôn. Đó là ga điện là hay vậy. Ga điện nó tiết kiệm hơn ga cơ, và đồng thời chạy bốc hơn ga cơ rất là nhiều nha cô chú anh chị, cũng như một cái bình xăng con và một cái bếp full vậy đó. Cái nào tiết kiệm, cái nào bốc là cô chú anh chị tự cảm nhận. Thì em Ford này nhà thiết kế ra cũng như vậy thôi. Liền nha. Đó là không cứng không lỗi đâu. Hai cục đèn mới tinh, phía dưới chủ nhà lên đèn bi. Lên đèn bi hết toàn bộ cho em nó rồi nha. Hồng phấn. Mâm là mâm phay. Mâm phay hết toàn bộ đều bà con có lấy rồi. Sạch sẽ. Nè, ở dưới nè. Ở dưới là lên đèn bi nè. Lên đèn bi ban ngày rất là đẹp nha. Trên là đèn halogen. Cái này đèn là nó bị gì á, để kiểm tra lại. Đây, trải nghiệm tiếp tục với Trường Anh phần cốp sau. Nói chung cửa là ok luôn. Bốn cánh cửa là ok hết nha cô chú anh chị. Keo nè. Keo rin toàn tập 100% nè cô chú anh chị. Hệ thống khóa cho em an toàn. Nồi thất ở trong là sạch sẽ. Trần là trần mới tinh. Nói chung cản trước cản sau thì cũng có sân dập nha. Đó bánh treo. Bánh treo hết toàn bộ. Anh chị coi phần tắp bi nè. Em mở cửa ra em ngạc nhiên phần tắp bi luôn. Không một tí gọi là trời xước. Không một tí gọi là trời xước nha. Đây bà con, keo nè. Đó, keo chỉ ở trong nè. Rất là ok. Sạch sẽ. 7 chỗ ngồi. Đam mê mẫu Ford 2010 alo cho Trần Anh Auto. Mời cô chú anh chị trải nghiệm vô tiếp tục phòng máy nè. Đây bà con, phần gầm nè. Gầm của em nó nè. Máy móc khô ráo, sạch sẽ. Em dẫn động toàn bộ cầu sau. Một cái mức giá cực kỳ là ok luôn. Em khép lại chương trình tại nơi này nha. Trần Anh chúc toàn thể tất cả các bà con cô bác có một buổi trưa thật vui vẻ bên gia đình nha. Em see you and goodbye.